Kem Meiji cũng như nhiều loại kem trị nám khác, đều có những tác dụng phụ không mong muốn mà một số ít người có thể sẽ gặp phải. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn rõ hơn về những triệu chứng không mong muốn khi sử dụng kem Meiji, để bạn yên tâm sử dụng tiếp hoặc là chấp nhận bỏ kem không dùng nữa nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Meiji nhìn chung giống như những loại kem trị nám khác nếu có những triệu chứng không mong muốn, như sau. Thứ nhất là có thể bị đỏ rát da sau một vài ngày đầu sử dụng, điều này là bình thường. Vì kem trị nám thường có tác động mạnh lên da, nên để những ai có làn da yếu da nhạy cảm thì rất dễ bị đỏ và rát da. Khi bạn sử dụng mà có hiện tượng này, thì tiếp tục sử dụng sau khoảng một tuần sẽ hết. Trường hợp bạn cảm thấy da kích ứng và khó chịu quá thì có thể dừng lại một vài ngày sau đó sử dụng lại. Bạn nhớ nhé, nếu da bị đỏ rát và khó chịu thì có thể dừng sử dụng kem vài ngày, để da thích nghi với kem trước, sau đó dùng lại thì thường sẽ không bị đỏ nữa. Trường hợp thứ hai, thường gặp phải khi sử dụng kem Meiji đó là sẽ có hiện tượng bong da nhẹ. Hiện tượng bong da nhẹ giống như phết da vào mùa đông vậy. Khi bị bong da nhẹ với những vảy li ti thì cũng là điều bình thường. Nên bạn cứ yên tâm sử dụng, da bong da sau khoảng một tuần sẽ hết. Những hiện tượng này xảy ra ở một số bạn có làn da hơi yếu và da hơi nhạy cảm hơn so với da bình thường. Nên có thể điều này sẽ khiến cho bạn rất là lo lắng, nhưng hãy yên tâm thực hiện theo những cách mà mình vừa mới chỉ ở trên. Sau khoảng một tuần thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Và điều quan trọng nhất bạn cần phải lưu ý đó là phải mua được đúng hàng chính hãng, vì loại kem này được rất nhiều người sử dụng, nên hàng sẽ nhái theo cực kỳ nhiều loại. Nếu bạn không có kinh nghiệm sẽ rất dễ mua phải hàng giả lắm. Kem trị nám Meiji hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Meiji hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.